Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình mới đi giao lưu. Thấy có một anh trên trên mạng đang lên con chạy thân mơ. Thì hôm nay mình giao lưu con chạy thân trống khuyển tai của mình các bạn. Thì mình mới đi giao lưu về đây. Thì mình sẽ khui ra để cho anh em xem nó như thế nào nhé. Thì con mơ này nó mơ cánh, nó mơ cánh, mơ bông, mơ mơ đuôi, nó mơ cũng khá là nhiều đó, mà mình không biết là chú chim có nhộm hay không. Thì anh em quen biết thì anh em giao lưu mù, giao lưu cho vui các bạn. Mình sẽ mở cho anh em xem. Con hàng đặc biệt, đây ở đây nhìn rõ không? Đây đuôi này, đuôi nó mới ra các bạn, mới ra là đem đuôi, lòng cánh cũng mới ra. Lòng cánh này thì còn lông mơ, nó đang thay lông. Mình không biết là khi nó thay lông xong thì nó sẽ còn còn mơ hay không. Thì mình giao lưu mù về nuôi thử cho vui anh em. Cánh bên này nó cũng vậy anh em, cánh bên này nó cũng mơ trắng anh em. Đấy, anh em nhìn rõ không? Cái này mình nghĩ là không phải nhộm đâu, nếu nhìn nhộm thì cái màu sẽ khác. Đấy, anh em nhìn rõ không? Cái này mà nhộm thì cái màu, cái cúng cái xương cánh nó sẽ bị lem màu, mà cái này nó không lem thì mình không nghĩ là cái này là nhộm đó, cái này là mơ đó. Mà mình không biết khi thay lông xong thì nó có còn mơ hay không. Thì mình giao lưu mù về mình nuôi cho vui anh em. Anh em có ý kiến gì thì comment phía dưới cho mình, anh em trao đổi giao lưu cho vui. Chim thì hoàn toàn khỏe mạnh, chủ chim thì nói là cho ăn sau, cho ăn dế đầy đủ, màu tươi đầy đủ vô tư, không thiếu màu tươi, nhưng mà nó ra như vậy. Đây. Em thấy lông đuôi không? Lông đuôi nó ra nó vẫn mơ này, này nhộm không phải này, nếu mình nhộm là cái màu sẽ khác liền. Chim hoàn toàn khỏe mạnh nha anh em. Để mình quay này cho anh em nhìn rõ hơn nè. Đấy. Rồi mình bỏ vô lòng cho anh em xem nha. Đây, em nó đã vô lòng rồi. Này, mọi người nhìn đây. Anh em nhìn xem.
Đây, đây nhìn cái lông ngực này, lông ngực nó vẫn vẫn mơ như này. Em nhìn ra này, cái lông ngực của nó này này, lông ngực nó vẫn có màu trắng như này, xám trắng như này. Giờ nó nhãi quá mình không quay rõ được. Với trời hơi tối nè, thành ra là nên nó nhìn không rõ, thì mai mình sẽ quay chụp hình cho anh em xem. Rồi anh em có ý kiến gì về comment dưới cho anh em cho mình biết nha. Rồi, thank you anh em.